của một đại gia đến từ Đà Nẵng. Hôm bữa đi con 911 chung với dàn siêu xe, anh trai bảo ngồi tỉ tê sao ông mến mình không bảo. Là kia nữa. Xe Ý, hàng nhập ba cục Ý. À con này hàng nhập ba cục Ý à? Ừ. Đây. À, hôm qua mình thấy có cái anh trai nào có comment hỏi là anh ơi có hàng nhập ba cục không, thì hôm nay sẽ lên liêu cho anh em cho nóng này. New một con thôi nha, mấy con kia không có giá đâu. Ở ngoài thị trường anh em hỏi bây giờ nếu anh em mua rẻ lắm phải là 125 triệu, xe trúng thưởng new 100% luôn. Anh em không tin, anh em ở Cà Mau, anh em ở Kiên Giang, anh em hỏi Phương Nam Mô Tô thì ai cũng biết hết. 18 năm trong ngành SH rồi, con này lên full luôn, 2018 lên full luôn mà giá chỉ có hơn 80 81 triệu, 86 ra sảm giảm còn 5 triệu còn 81. Đúng rồi. Ừ. Có khác mỗi cái biển thôi, có dính cái biển thôi chứ còn. Nhà có cả mẹt may bắt cả mười mấy tỷ. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì theo yêu cầu của anh chị và các bạn, hôm trước thì mình có lên một clip về NH cập nhật rất là nhiều dòng xe luôn. Thì hôm nay thì nó về tiếp tục một cái lô xe NH tiếp đủ loại ha. Thì địa chỉ vẫn là 51 Nguyễn Tri Phương, phường khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Thì số điện thoại này của anh Phương 0976 989999 hoặc là 0947357777 ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay lại là anh Phương. Hello anh em nhá. Áo đỏ đi hoa đỏ luôn, đúng đi rước dâu luôn. Màu đỏ luôn, may mắn. Hello Việt nhá. Dạ, chào anh á. Ngay về mấy con xe anh đổi được á. À, nhập được ở Cà Mau về mấy xe. Giá cực kỳ yêu luôn. Khởi màn cho anh em, Phương Nam chào anh em, là con xe phiên bản 150 bản đen nhám á. Phương Nam bán có 82.500.000. Là mới về luôn, mới đổi được. Mới 99%. Anh em thấy với cái tầm tiền này mua được 125 không nổi luôn. Mà qua Phương Nam thì có 150 à? Con này 150 mà 82 triệu à? Ừ. Ui. Rẻ như mới luôn. Quá xinh. Sáng nay nhập nhà máy vừa mới nộp về ngoài đấy gần chục tỷ rồi. Hết tiền rồi. Lại xả tiếp à? Trả tốn tiền lắm vậy thôi, không chúng nổi. Em hát là không bao giờ thôi. Cái này chạy 1.900 cây. 1.900 cây. Nhưng mới không? Ôi, lấy cái khăn xăng lau cho cái này coi. 1.950 coi. Ừ. Chạy 1.000 mấy và rô đai đỡ mình bừng nhớt. Quá ngon luôn. Bên đây, con này hôm bữa đi Cà Mau, thằng cu em nó chia cho 150 ABS. Đấy Việt nhìn không? Dựng gần hai con xe mới này, nó đúng một loại đúng không? Đúng luôn. Bên này không biết được. Không biết được. Chạy về nhà là không ai nói xe sai rồi cả. 88 triệu 150 ABS bản cao cấp nhất. ABS luôn. ABS. Xuống không? 88 triệu anh em mua ngoài CBS xong gắn một vài miếng inox thành cả tám mấy. Phương Nam bán cho anh em bản cao cấp nhất luôn. 88 triệu. Quá đỉnh. Sáng nay nhập nhiều xe quá. Ngập. Thôi. Đây này quà tặng. Quà tặng đúng một con. Một xe thôi nha. Mới nhập nhà máy sáng nay một lô, Phương Nam nhập mấy chục con. Bán cho anh em con chọn đúng số máy đẹp luôn. Nhưng ai thích mà 9669 à, số máy này 6896. Số hung à. Đó. Xuất xưởng cầm tay. Đây là Việt à. Mới 100% bản mâm đen rồi. 79 triệu. 79 triệu. 79 triệu. Bao rẻ nhất Việt Nam. Tặng cho anh em là 5 triệu tiền inox. Inox của carbon như màu đỏ đen này là gắn carbon đẹp nè. Gắn carbon vô. Tặng 5 triệu luôn. Tặng nón bảo hiểm nè, áo mưa. Với lại cái gì? Bảo hiểm xe. Quà tặng lên khoảng 6-7 triệu. Okay. Một xe duy nhất 2023 new. Còn em thấy không? Giờ nó quá trời. Ngày nó về nhiều. Gì vậy rồi? SH thì trầm mà. Ừ. Còn con 83 triệu nữa hả? Con 83 này như mới vừa nãy vừa về xong. Tại Phương Nam giao xe mới cho anh em giá xỉ. Mấy cái đại lý đấy họ hay đổi được xe. Lâm ra có. Inox carbon gắn như quá trời nữa.
83 luôn. 150. Nhẹ nhàng. Rồi. Đấy 83 triệu bằng 125 gì nữa. Thế. Mà Việt thấy không? Nó khác gì xe thùng đâu. Bây giờ anh em chạy về nhá. Phương Nam bọc cho anh em cái ni lông trên yên nữa thành xe mới gì nữa. Mà bên đây trả góp ngân hàng đang cho vay cao, vay lên 80% giá trị xe. Con xe này anh em trả khoảng mười mấy 20 triệu lấy là lấy xe này. Trả khoảng 15 17 triệu, 150. Ok. Rồi. Đây một siêu phẩm của một đại gia đến từ Đà Nẵng. Hôm bữa đi con 911 chung với dàn siêu xe. Anh trai bảo ngồi tỉ tê sao ông mến mình không bảo. Là kia nữa. Xe Ý. Hàng nhập ba cục Ý. À con này hàng nhập ba cục Ý à? Ừ. Đây. À, hôm qua mình thấy có cái anh trai nào có comment hỏi là anh ơi có hàng nhập ba cục không thì hôm nay lấy lên liền cho anh em cho nóng này. Em Du 2010 hai đĩa nhỉ. Đẹp, long lanh luôn. Biển số đúng của dân Hà Thành luôn, Đà Nẵng luôn. Bất tử. Thì số 4 này mà khi mà đã xếp hàng vào 4 con nha, đủ 4 con nha Việt, nó gọi là bất tử. Dạ. Nên dân chơi số nó định nghĩa vậy. 2010, đấy long lanh. Đó, Việt ý. Quay. Có mỗi con, Việt quay kỹ cho anh em nhìn. Đào. Con này chắc lên là máy móc zin. Có một vài chỗ cũng spa lại cũng có. Ba cái mũ đen này đương nhiên phải spa lại chút xíu à. Cái này nó theo 5 tháng á thì mình đúng phải spa lại chút xíu, còn máy móc của Phương Nam bao zin nha. Bữa nay mà xe mà chưa xăng của đời 2012 này nó vào khoảng 700. À, 700. 700 thôi. Hôm bữa thằng bạn nó bán cái xe kia còn xấu hơn con này nhiều, 450 đời 2012 á. Ừ. Nó phải nói vét đâu. Hai giờ trước nên anh em tin hay không có thể là tìm video tầm 4 năm trước thì cái anh Phương cái loại này thì nhiều. Lúc đấy bán thì giờ tiếc, giờ lên quá lên. Lúc đó nhiều thật. Người ta chỉ biết là mình đi bảo là thế cháu mua xe gì và cháu mua SH Ý thôi. Nhưng ta qua hỏi là Ý là sang lắm chứ bộ. Đương nhiên rồi. Người ta đâu hỏi là xe của mày là 125 hay 150 đâu. Tại vì cái này nó hai đĩa kết cấu như nhau mà. Nó chỉ khác ở cái chén piston loại như loại 8, loại 10 kiểu vậy. Mà chạy ra ngoài đường giờ cái con xe này vặn phát là hơn 100 rồi. Vặn phát là hơn 100. Đẹp chưa? Con xe này không nói tên chủ xe được nhá. Tại vì tên chủ xe nó VIP lắm, một trong những doanh nhân lớn. Anh em mua mà lấy vía thì hết mà. Nhìn xe đẹp, long lanh. Con này giá sao ạ? 79 triệu 500. Nếu như bán thông dòng mà hôm nay không cần tiền nhé, con này phải bán 92 triệu. Tại trên thị trường là từ 95 đến 97. Dạ. Mà đúng thì hôm nay cần tiền thật sự luôn. Bán cho anh em 79 triệu 500. Một cơ hội duy nhất cho anh em sở hữu xe Ý. Nếu mà là tôi nhá. Ví dụ con xe 125 này đi tôi bán ở đây là hơn khoảng 125 mới là tôi bán là 81 năm đi. 2023 SH 125 new 2023 này. 81 triệu 5 này, ví dụ thế. Tôi đảm bảo với anh em nếu mà con này với con Ý tôi chọn con kia. Ra đường đẳng cấp khác liền. Rẻ quá, con này rẻ quá. Đó, anh trai nào mà hôm qua hỏi ba cục thì đây lắm. Sáng nay anh về nguyên đoàn tốn đấy xi măng 2023 nè 114 triệu 500 new một con thôi nha, mấy con kia không có giá đâu. Ở ngoài thị trường anh em hỏi bây giờ nếu anh em mua rẻ lắm phải là 125 triệu, xe trúng thưởng new 100% luôn, chưa ra khỏi nhà trúng thưởng là mới. Mới 100% đúng 2023 luôn. 2023 thì phuồng nè, Việt. Phuồng đó. Đấy, đát 2023 nè. Ừ, chưa chạy cây nào luôn. 114 triệu 500, ngon chưa? Trời ơi, lúc đi tìm xe có đâu 138 triệu, 142 triệu không? Mà hình như các đại lý bây giờ nó cũng chưa trưng bày xi măng nhiều. Có đâu. Xi măng ít lắm, nhưng mà tem đỏ này cũng có. Không có. Tem đỏ chưa có. 114 triệu rẻ hơn cả phiên bản thường mà. Ngon nhỉ? Bao ngon bao phê luôn. Chắc là xả lỗ khoảng 15 con. 15 con? Có tới sóc hả? Thì 15 20 con mới có tiền chơi được. Ngày 78 triệu này, 125 xi măng. 78 triệu. Lướt như mới luôn. Phi ơi. Kéo này vô cho anh. Đó. 78 triệu thôi.
Mình kéo xi măng ra cho anh Việt anh quay kỹ tí cho anh em nó thích nha. Bây giờ nếu mà mua cái màu 125 này nó đâu có màu xi măng. Đâu có đâu Việt. Phiên bản xe bé đó. Bây giờ về nha, nếu mà ra hãng đổi áo thường lên áo xi măng mất 8 củ. Rồi sơn dàn chân này, mâm đen, lốc đen, phục đen, cảng đen nữa, mất 4 triệu rưỡi nữa là mất 12, 13 triệu rồi. Thì cộng với giá xe 8 mấy triệu rồi, cộng với mười mấy thành trở thành 9 mấy à. Cô Nam bán cho anh em có 7, 8 triệu, bao anh em lúc nào rẻ hơn 20 và xe như mới. Có mỗi con, xi măng có mỗi con. Còn cái bọn trắng lướt lướt này thì nhiều lắm. Mình còn con 74 triệu phải không ta? Phi ơi, ở đâu phát rồi? Tập trung kéo một con này nữa thôi. Con này 74 triệu. Còn một con mua khách đổi. Con này rồi. Kéo đi cho con xe cho anh Việt quay, bỏ cái bao ni lông luôn đi. Thầy xe đây số lượng gọi là 100 SH rồi. Đã từng mình từng quay những cái lô mà gọi là siêu đỉnh. Ở tại đây thì anh em đã xem rõ thì biết đó. Hôm nay thì với cái này thì dạng như nó về lác đác vài ngày á mọi người. Thì mình cố gắng mình cập nhật cho anh chị và bạn ha. Mua thì cứ alo cho anh Phương. Ừ. Alo ơi. Ô nhắn tin cả đêm. Nhắn tin cả đêm à. Tâm sự cả đêm. Hôm qua anh kia bảo chứ. Anh ơi khoảng hơn 8 giờ em tới được không? 8 giờ tối á mà anh trời rồi. Anh mày ế anh bán cả đêm luôn. Cứ qua. Cái mùa này nó khó khăn lắm anh em ạ, thật sự luôn đó. Bán cực kỳ cạnh tranh, nhưng mình chuyên dòng này rồi ấy, nhập nó rẻ lắm, không như tỉnh đâu. Tỉnh ấy, kiểu như ít xe á Việt. Đúng rồi. Ai đời nó chào xe 2020 chạy ba mấy nghìn cây nó chào mình 70 triệu. Mình bán ít ký ấy. 74 triệu 500, bao nhiêu em xe như mới luôn, 2022 nha. Đúng 2022 luôn á. Lướt. Đấy lướt. Như mới luôn. Với này anh em cũng hạn chế được chút xíu. Rồi Phương Nam tặng dàn chân đen luôn. Tặng luôn. Tặng dàn chân đen như y chang vậy này. Đấy. Đấy. Anh em nhìn khác biệt không? Một con nếu mà tránh đi này thì không thấy nổi đâu. Nhưng anh em nhìn sơ qua đánh mắt nhìn qua bên kia cái mà. Sport đen thì nó VIP. Khác ngay. Tại vì thường là anh chơi thường á. Anh bán xe thường cái dòng này nên anh biết được cái xu hướng rồi tư vấn cho anh em. Anh em nào nhớ nha. Con này là nếu mà mua được con này là rẻ hơn được nhiều chỗ khác nhiều lắm nha. Có 114 triệu 500 là rẻ hơn nhiều lắm á. Có mỗi con à, đâu có nhiều đâu. À, không, con đấy đúng là rẻ thật. Ừ. Ok. Đi về đây, lên lầu quay mấy xe rồi. Đây có con ké cầm con nào. Với hàng trúng thưởng 105 triệu. Đây đen nhám còn con. Hàng new luôn. 105. Đấy. 105 hàng new. Đó, anh em tìm đi, xi măng màu đen hả? Cái đó thì quá trời luôn. Này có màu xanh nè, màu xanh hàng trưng bày của Hét kia mới lấy về nè. 2022 mới, màu xanh mâm xanh luôn, mâm phối bản xanh đen phải không? ABS bản cao cấp nhất ấy. 95 triệu 500. Rẻ chưa? 150 ABS. 150 ABS 2022 luôn, đúng không ai? Hôm qua bán được con 350 đỏ mới khinh lên đấy. Tại vì trưng bày đủ màu mà, giống như mình này cũng xanh, tím, vàng, cam, đỏ, cherry, tùm lum. Rồi trưng bày xong rồi 350 bữa nay còn 2 con anh. Còn 2 con xi măng, bán lại 135 triệu. 135 triệu không? Bảo vệ tùy, mới 100%. Đó, còn 2 con thôi. Ừ, còn có 2 con. Còn màu đen nhám, đen bóng, màu đỏ, úi dù quá trời. Nói chung là SH thì bao nhiêu? Đi bộ lên nhỉ? Bộ lên đây. Ừ. Hôm nay thì mình quay chủ yếu những con mới về khách đổi đồ. Ôi Phi ơi. Phát ơi. Em dựng xe này đi sao được, chật cứng à. Lên này có con màu xanh nó đẹp à. Ôi Vision này bán chậm quá Việt là chắc xả muốn giá nào cũng bán. Hả? Lướt qua Vision anh Phát anh còn ít xe mới này. Vision đang lên mà. Lên giá hả? Vision lên giá. Nhưng mà màu này ngoài hãng đâu có đâu. Màu này anh tồn thì còn nè. Màu xanh đặc biệt này. Tùy theo hãng nói thôi. Mẫu này ngoài kia hiện tại 38 triệu. Này hả? 38 triệu chưa tiền. Tiền nữa chắc cái tao bán mua chắc tầm 41 triệu. Màu này hả? Màu trắng này. Trắng này bạn tiêu chuẩn không? Ừ. Tiêu chuẩn nó rao vào tầm 35 triệu. À. 35 triệu là chưa bao tiền nha. Đấy còn 6 à? Con đấy anh em nào lấy con nào lấy.
Đó, còn anh còn mấy con này đâu? 6 con. 6 con à. Đây này, đặc biệt là hai cái màu này nè anh em. Màu này anh em nào mua thì tranh thủ á, không có hàng, hàng này hàng bảo mẫu nha. Này, hàng trưng bày về nè. Hàng trưng bày mới đỏ đen Sport này. 160 nó không có mâm đen nha. À, đấy thế mới là đời, 125 gì có. Không, con này đẹp quá. Đâu anh phải làm bóng mà, làm bóng được không? Hàng trưng bày bên anh. Nhìn khủng. Màu trắng thì cũng là dàn chân Sport đen đấy, phối y chang vào luôn, lên nhìn xuống không? 2023. Đó, anh em nhìn cái con 160 đi, được phối lên rất đẹp. Mua con này vẫn đánh anh em. 114 triệu. 114. Trắng đen Sport, đỏ đen Sport. Muốn lên màu gì lên. Cứ rẻ hơn ngoài kia khoảng 7-8 triệu. Bao luôn. Đi anh Phi ơi. SH hả? Con là thiên đường. Đấy, con này hôm qua mới đổi mô tô. Mới đổi mô tô. Đấy, lại có hàng cho anh em lên ngay. Ôi đồ 150 ABS mà đắt 28 đăng ký 29 luôn, đen nhám mà mình bán đây có 7 mấy triệu. 78 triệu. 150 ABS nha, nhưng mà 125. Ôi giời ơi, quay để ký cho anh em tham khảo. Qua đổi con mô tô. Mình qua mình trả giá sao ông bán luôn. Chắc là đam mê mô tô quá mà. Đẹp ghê không? Quá đẹp luôn nhiều ơi. Đó. Vô được mâm ý à? Vô mâm ý 5 cây nhìn lực lắm. Mâm ý gần 4 triệu anh em ạ. Đấy, 7-8 triệu một con duy nhất luôn. Chứ bao giờ xe nó rẻ như bây giờ, thật sự luôn. Trả góp thì anh em cứ đưa cho mình khoảng 15 phủ lấy xe về. Này, mẫu mới nhất 2022 lên ý. Hàng trưng bày new luôn nha. Hàng new luôn. Hôm bữa một con duy nhất nhập vào Bến Tre. Hôm bữa có hai con nhập ở Mỹ Tho về bán hết rồi. Tại vì biết sao lên này hết ba mấy triệu lần trong hết á, thì họ phải trưng bày đủ màu rồi chưa. Yeah. Đỏ nè, đen bóng, đen nhám, trắng. Để trưng bày cho khách vô mua xe mới rồi lên này nè. Thì đến hết đợt thì họ thanh lý ra. Ngon lắm. Phương Nam bán đây có 176. 176. Thì bây giờ anh em mình mua ở ngoài đây 118 triệu đi, về lên này hết ba mấy triệu nữa là lại nhiều. Đấy, cứ cho là trăm. Ở ngoài bán 118. 118, 150 ABS. Cộng với lại cả mâm luôn hả? 42 củ thành 160. Rồi trừ ra 106. Tiết kiệm được 54 củ. Đâu phải đơn giản đâu. Có được cái mẫu như thế này. Đấy là dành cho những ai mà có ý định là mua xe mới mà lên ý thì đây có sẵn rồi đây. Chả phải chờ đợi gì, mua phát có ngay. Dàn chân Sport đen này lên cả mâm luôn. Xe mới 100% luôn. Nào mới về nữa ông Phi hả? Quá trời này anh em lựa thoải mái, 2018, 2019 bên mình toàn hàng tồn không. Màu gì cũng có luôn. Hồng, bạc, tím, đỏ đen này, xi măng này, trắng này. Chả thiếu loại gì. Tầm tiền từ hơn 70 cho đến hơn 80, anh em lựa thoải mái luôn. Như đi Việt ơi. Con này 88 à? 8 mấy triệu. Quay sơ sơ dài mẫu cho anh em tham khảo cái đó lại. 150 ABS 29, 88 thì giảm còn 85. Ai cứ xem kênh mà like liếc đồ này nọ, chia sẻ này, giảm nhiều cho. Bán hết cái lô này cho nó về lô mới rồi. Lô này còn cũng không nhiều lắm đâu. Còn cũng nhiều đâu, toàn xe cọp không à. Đây đừng nói chuyện xe bèo nha. Chạy trên 10.000 cây next, đừng bao giờ vào đây được. Tại vì mình đầu mối mà Việt, tôi sợ gì ai. Okay. Con này 81 à? Con này 81 triệu. 81 đi lầu 2 về được. Okay. Đấy, anh cho anh em nhìn quá trời. Đấy, đấy. Cứ đến mà lựa. Thiên đường hết hát. Lên trên là cái hàng mà có nghĩa là năm mấy triệu. Năm mấy triệu cho anh em tham khảo ha. Đây. Đấy, lên ý nào. Lên ý. Tặng áo sơ cua, ui đầy. Anh này hôm nay ông nào hỏi này nè. Con này đang hot, tầm tiền rẻ này, 29 luôn.
lên full. Anh em mà đi mua xe 2019 xong lên, tôi thề với anh em, anh em có biết chơi đồ phải hơn 20 triệu. Đấy là mình mua từng chỗ rồi mình lắp ghép, mình ghép vô. Đẹp ghê không? Nhìn như xe ý vài trăm hả? 2019 thì sử dụng động cơ ST rồi, ngon rồi. Đó, anh tài nào mua thì chức á, con này xả có xuống còn có 725. 725. 125. Giảm thêm 1,5 triệu luôn đi. À, giảm 1,5 triệu luôn. Ừ. Nhìn sang ghê không? Đấy, ngồi này chạy đường ai biết là xe Việt Nam. Nó còn gì Việt Nam đâu. Lên cả mâm áo, mũ bóng, mũ nhám, gác chân, bô. Em cứ thực hiện theo phong cách của anh Phương ha. Áo đỏ đi với SH đỏ ha. Zin nữa. Quá, quá, quá tuyệt vời luôn. Nhìn như kiểu là... Mà nhìn mấy cái này nó ngồi lên nó sang về thật chứ. Đấy, còn lên 5 mấy triệu. Đây, hàng rỉ ra đúng. Này này. Xài còn 5-8 triệu nè. 150 luôn, biển Sài Gòn luôn. Bóng đẹp chưa dặm chỗ sơn nào. Hàng siêu cóp. Cứ ngày nào trả đổi được 1-2 con. Xong rồi cất lên đây. Chạy có 13.000 cây, đúng biển Sài Gòn. 215-150. Phương Nam bán có 58 triệu. 58 triệu. Ừ. Mua trả góp ví dụ như con gọi... Con này đặt trước bao nhiêu mạnh lên cắm cái rắc đèn con xe đen nhám hôm qua mới về phải không? Cái rắc đèn là led ở dưới á. Ừ. Là lên ý nè. Xả lỗ còn 53 triệu, xả ai mua xả tiếp còn 52 luôn. À. Ừ. 52 triệu. 52 triệu màu đỏ, con này biển 93 Bình Phước. 93E1-23248 của cái bạn làm màn cửa nè. Đây. À, làm màn cửa. Ờ đấy, hôm bữa tỷ tê mua được rẻ nữa chứ. Nhà gần đây công chứng lúc nào cũng được luôn. Nếu có năm hơn 50 triệu. Đó là những con, con này thì hơn 70, con này 150, 216. Này cái form sau. Này 57 triệu nè. 575 thì mỗi xe giảm 1,5 triệu, 2 triệu. Mua lấy nào lấy, anh em thấy đẹp không? Toàn xe con không? Chứ không phải lấy mấy xe miền Bắc vào mà kiểu như Quảng Bình, Quảng Trị mấy cái vùng mà kiểu như nước đất đỏ ấy. Vào đây xong thì là đưa cái áo vào đâu không có đâu. Anh em phải coi kỹ dàn chân nha. Phương Nam chơi xe toàn xích cọp mười mấy năm đúng không? Bán một con xe mà người ta nhớ đến mình cả đời đúng không? Hay lắm. Con này, à, con này 25, 58 triệu. 58 triệu 500, con này giảm 2,5 triệu luôn, còn 56 nè. À, giảm 2 triệu. Quá sắm cây luôn, lên đập thùng. Nguyên con đỏ đen. Hồ sơ sẵn luôn nha. Mua về bấm số luôn. Ở à đây này, con này mới về nhá. Con này vô được. Con này sẽ ý. Hả? Con này sẽ ý, ngon quá. Con có con ý. Mắc có hơn 60 triệu, rẻ quá. Ý 206 mà nó lên 2010. Cuộc ô lìn luôn, dàn quá chân xì. Sao rẻ hả ta? 64 năm à? Trời ơi, anh thấy bữa nay sẽ ý nó lên đúng không? Cái xe bình thường nhá, mà chả có cái đếch gì luôn. Bọn nó bán 6 mấy triệu mà lên thế này á. Nhiều khách hỏi anh Phương lên cho em đi có lên bằng niềm tin. Lên này lên toàn bộ. Hơn 20 triệu. Máy zin. Anh em thấy nó giống cái xe mà 88 triệu dưới không? À 79 triệu dưới không? Khác gì đâu. Mà nó cũng chả khác gì cái xe 150 luôn. Cái tầm tiền này dễ mua dễ bán. Đôi khi mà gặp công việc như là mua xe ô tô tải để kinh doanh, hoặc là mua đất mua đất đi, hoặc là kẹt tiền này nọ kinh doanh không? Anh em bán đâu chả được. Cho dù Phương Nam nghĩ là 64 triệu anh em bán lại khoảng 62 tranh nhau mua luôn. Nhưng mà cái tầm tiền mấy trăm khó lắm, không phải đơn giản đâu. Cho nên là nhiều anh em cứ chạy theo quá. Phương Nam bảo rồi, chia ra mỗi thứ tí. Giống như đồ dùng cá nhân vậy nữa. Đi qua Sài Gòn chơi mới biết được phải không? Trả đôi giày đeo mấy chục triệu Việt. Dạ. Đồng hồ 500. Đấy. Nhẫn kim cương 700. Vòng cổ cả tí, ví dụ thế. Không phải là mình quá chạy theo, nhưng mà ý là trong cái cuộc sống phải san đều ra tí.
chứ không thể là mình dồn hết tiền mua con xe Ý rồi trong khi đó vợ mình đang chạy con xe quá bèo, rồi kinh tế rồi kia nó khó khăn, thì với tầm này là được rồi, chứ chạy cả siêu xe ra đường người ta cũng có bình thường mà, đúng không? Thì Ý vẫn là Ý đấy thôi. Người ta chỉ biết là thằng đấy, thằng bạn trai em nó chạy con SH Ý mà nghe này nó sang không? Phục ô lìn đẹp, trắng đen xì bo, xe bên Đồng Nai 60G bò sữa Long Thành ngay Long Thành Đồng Nai đấy. Chính chủ công chứng 64.500 thôi, có mỗi còn. Anh em phải hiểu rằng á, không phải như cái xe Việt Nam này mà lên Ý hết 10 triệu đâu. Cái xe Ý này lên rất tốn này. Bắt đầu anh em phải thay cả ghi đông. Đồng hồ Mickey là khoảng 2.8 triệu, nguyên đồng hồ không nhá. Rồi tiếp theo, cho dù là dàn áo V3 đi, anh em mua khoảng tầm 15 chai. Nhưng mà áo xong lại là một chuyện, lại còn phải yên này, rồi cái đồ học bình này. Tiếp theo anh em phải lên hết cái phần đèn nữa. Đèn đuôi. Đèn ở đuôi, tùm lum hết. Đâu phải đơn giản đâu mà. Cái đời Việt Nam kia thì ụp vô xong lên nửa vòi ok, nhưng mà đời Ý nó không, nó tốn lắm. Cộng thử xem 15, đồng hồ 18. Rồi mấy cái học bình đồ này nó 2-3 triệu nữa rồi học yên, rồi đuôi đèn đít đèn chả là hơn 20 triệu. Thì với cái giá 64 triệu còn gì nữa. Quá ngon. Con nào cũng sang tên nhé. Nhiều bạn cứ hỏi là anh ơi sang tên được không, đã vào đến đây rồi làm gì có chuyện đấy. Xe nào cũng sang tên được nha anh em. Ở đây đổi xe phải chính chủ. Không tin bây giờ anh em bảo là anh Phương em chạy con Vario đến đổi cho anh Phương nhé. Trước mắt là Phương Nam phải hỏi, chưa biết đẹp xấu sao Phương Nam sẽ hỏi là chính chủ không. Nếu như không phải anh em đứng tên thì bèo nhất anh em phải ký ủy quyền với anh em, thì anh em mới ký cho mình được, thì mình mới nhập nha, mới đổi nha. Còn nhiều anh em là em mua bên cửa hàng cầm đồ này nọ, Phương Nam không bao giờ nhập như đấy, lằng nhằng. Những cái bài học xương máu quen rồi. Con này là 26. Xe gì? Xe chồng mua nhưng mà để vợ đứng tên. Đúng là tài sản của chồng thật đấy. Nhưng mà đi bán cho mình, nhiều người bọm rôm mua. Xong rồi mua xong hôm sau vợ dắt công an đến lấy không xe về. Bình thường. Nên này anh em mua xe anh em cứ bảo là lên mạng mới lại hẹn nhau ở quán cà phê. Không phải đơn giản anh em ạ. Chứ bọn tôi kinh doanh đây anh em biết rồi. Để được con xe trong cửa hàng đâu phải đơn giản, kiểm tra hành chính hàng ngày luôn. Thiếu một cọng giấy thôi mang về ngoài kia, chừng nào đủ ra lấy, như thế. Yên tâm hiểu không? Trắng đen. 63.500 à? 150 phải không? 150 luôn. Con này 26 luôn, đời cao khóa ga. À con này hết xăng à? Hết xăng à? Khách thử nhiều quá. 150 216 anh em mà giá có đấy đâu. 83P246093 bàn chân Sport đen 63.500. Anh em nào muốn lên Ý thì mình lên cho anh em, nên giống vậy đấy. Cái này nếu mà ai thích 150 mạnh mẽ này, thích đời mới mới này, khóa ga thì đấy đấy. Em này 219 lên 150 ABS 92.500. Nói chung là với 219 thì tầm 90 triệu là hợp lý. Nhưng mà lên này là anh em được miễn phí toàn đồ lên, miễn phí toàn bộ. Ở bên phía Sài Gòn thì họ không có để vậy. Đấy, họ sẽ tháo áo Ý ra. Nếu mà lỡ họ mua được ở Việt, tháo ra treo lên. Tại áo jean nó rẻ mà, đưa áo jean vô. Sau khi nào bán khách á, để trưng bày một con giống vậy đây. Rồi anh ơi lên Ý vậy bây giờ ngoài thị trường là 25 đi, em lấy anh khoảng 15. Lời chỗ đó mà. Nhưng mà bên mình nó số lượng nhiều quá, mình không làm được điều đấy. Thực sự luôn. Mua sao để bán vậy. Tóm lại là chủ đầu tiên là phải lỗ hết phần đấy. Không nói gì. Đấy 150 ABS 219 925. Anh em mua Phương Nam bụp cho anh em 90 luôn. Giảm 2 triệu. Rưỡi luôn. Lâu lâu Việt quay anh em bớt nhiều cho anh em lấy. Nhìn nó khác thì lên toàn diện. Lên cả mâm gác chân rồi bô rồi còn gì Việt Nam đâu. Mà cái đời này thì nó lại ngon hơn cái đời Ý kia. Đấy kiểu vậy, đi xa tốt lắm. Đây ốc Việt à.
boe nè, lốc nè, cặp nè, các chân nè, mâm nè, phuộc nè, đuôi đèn, đít đèn, còn gì Việt Nam đâu. Nếu mà chạy ra đường ai nói xe Việt Nam, Phương Nam muốn bất nhiêu Phương Nam tặng anh em, không thể phân biệt được. Nó lên như vậy, nó một form một. Trắng đen xì bo. Úi dồi ôi, nhìn sang trọng này mà có 57 triệu. Giảm luôn còn 55. Mang 15 triệu đến lấy xe về. Cho dù là anh em vay 40 thì lãi nó khoảng hơn 700 nghìn. Được mà. Nhịn một bữa nhậu đi. Thiệt luôn, tháng nhậu bây giờ, tuần nhậu lần thì giờ, một tháng nhậu 4 lần, anh em nhậu 3 thôi là có xe đi. SH thì nó không mất giá, đâm ra mua nó khỏe lắm. Thật sự là hãnh diện. Ngày xưa Phương Nam chạy theo những dòng xe Phương Nam biết. Có thể là Piaggio, Yamaha, có thể là rớt, nhưng mà Honda thì mãi luôn lên. Như cái dòng SH này biết bao nhiêu cái đời mà để cạnh tranh với SH mà cũng rớt hết chứ. Rớt hết, chả rớt hết. Bao nhiêu đối thủ. Đúng rồi. Con sáp của SYM bữa hôm kia chạy đến. Mang con sáp đi lên SH. Ừ. Mua đâu 8 triệu, về lên hết đâu 18 triệu nữa. Chạy đến đổi xe. Mình bảo chứ sáp này mà lên được SH luôn á. Trời, nhìn lốc máy nó kiểu nó bự quá, nó đã đắp vô, nhìn nó kỳ quá. Xong rồi Phương Nam bảo chia sẻ với anh 5 triệu em không mua được. Trong khi đó lên 18 triệu. Đã là SH thì có thể là SH Việt lên Ý đều được. Tại vì nó đã là SH rồi mà. SH nào cũng chỉ là SH thôi. Nó chỉ phong cách, phong thái thôi. Nhưng mà bây giờ bảo lên dòng xe khác thì nó kỳ kỳ sao. Chạy ngang qua máy nó kêu ô. Thường lắm. Thôi anh em ạ, có nhiều tiền đâu. Bây giờ anh em có 15 triệu ấy. Mà những người mà chưa có vợ có chồng thì nhiều khi đi mua xe gì? AB đồ bò à? Mua Silius à? Mua Way thì nó thường quá. Thường quá thiệt luôn á. Thì chưa đủ tiền anh em làm góp được mà. Ngân hàng hỗ trợ, anh em biết lãi suất ngân hàng nó rẻ mà. Ơi. Bắt đầu quay video. Trời, chả quay được, mai hết tiền mua gạo luôn, cơm. Sáng nay 7 giờ sáng xe nhà máy nó về á Việt. Dạ. Hết hồn luôn. Tại vì anh em biết rồi, xe nhà máy, xe Maxim mà xe bự á, nó xuống lần mấy chục con mà. Mình bảo tưởng tối nay về nó khỏe khỏe tí ha, sáng nay nó về đùng phát mà ôi thôi chết rồi. Sao mà lịch nhanh thế. Thế là phải xả gấp liền. Chả, đâu có rẻ tiền đâu em. Mấy tỷ bạc ạ. Đó, còn 55 triệu thôi, 57 giảm 2 còn 55 cho em. 55. Anh em cứ bấm like chia sẻ đi. Nói chung là Phương buôn bán đó giờ anh em biết rồi đấy. Đúng với anh VIP luôn. Một là một, hai là hai ha. Anh em không tin, anh em ở Cà Mau, anh em ở Kiên Giang, anh em hỏi Phương Nam Mô Tô thì ai cũng biết hết. 18 năm trong ngành SH rồi. Con này lên full luôn 2018. Lên full luôn mà giá chỉ có hơn 80. 81 triệu. 86 ra sảm giảm còn 5 triệu còn 81. Bữa quay có nói rồi Việt. Bữa 86 nè. Nè, nhưng bữa cái video quay thành công ấy, biết bao nhiêu người lượt xem rồi. Phương Nam nói là đúng đúng, giảm 5 là giảm 5 nhá. Là giảm cho anh em 81 triệu 150 nghìn lên full luôn. Giảm 5 cho anh em nha. Nhớ nha anh em. Còn đây anh em là Sài Gòn mua con này thì VIP luôn. Màu đỏ luôn, mang lại sự may mắn và tươi tắn. 150 luôn, Phương Nam bán có 87 triệu 500. Hôm bữa 895 giảm 2 triệu. Toàn xe hết xăng. Một tí nổ máy xong nhá. Phi ơi. 59H175594 Việt quay này vẫn Việt. Cho anh em nhìn, anh em Sài Gòn thích lắm. Tại Sài Gòn xăng tên nó không mất tiền. Biển 4 triệu lận mà. Lên full luôn, lên cả bô ý KTG luôn mà. Mà đời cao lên này chạy nó ngon. Để em kêu em anh em nó đổ xăng rồi, không tí nữa em dạ, quay lại. 80 giờ. 7 875. 875. Bớt tiếp cho anh em 85 triệu luôn. À, bớt 2 triệu rưỡi luôn. Ừ. Hôm bữa là 895 giảm 875 giảm thêm 2 triệu nữa. Giá nào cũng bán. Cầm cầm cho anh ít xăng lên lầu 2 ấy. Dạ dạ. Ừ. Đấy. Sài Gòn luôn.
59X127271 biển đẹp. Có 53.500. Đẹp chưa? Cặp vỏ mới tinh luôn, vừa thay. Cặp vỏ xịn sò. 7 triệu bạc, đâu rẻ. Anh này cũng biết dọn xe đấy. Chứ Phương Nam tiền đâu mà thay vỏ. Đấy, cặp vỏ lên này, vô heo dầu nữa. Ừ, heo dầu đỏ luôn nguyên cặp, dàn chân sport đen, màu trắng đen, dọn rất đơn giản mà nhìn xe nó cứng không? Không màu mè, không diêm rúa không? Biển Sài Gòn luôn. Chính chủ công chứng lúc nào cũng được. Còn chưa giá có 53 triệu. Ui, cứ tưởng là mà tầm tiền này chỉ đi mua được gì? AB mua cái hát thế này. Nó 53 năm. Mà cái loại này Việt phải hiểu giá trị này đâu tính tiền được. Anh em phải hiểu cái kết cấu của những cái loại xe này nhá. Phương Nam nói thiệt luôn đó. Cũng mang tính chất là lúc trước ra 72 xong 68 Việt nhỉ. 150 ABS này nhỉ. Nhưng mà nhá. Nếu tính về thời gian nhá. Con này chạy khoảng 3 năm thôi. Lỗ hơn SH rất nhiều đúng không? Không phải là vấn đề về lỗ nữa, chất lượng sao bằng được. SH nó là dòng cao cấp, nó giống như con Honda P6 á. Tại sao những cái đường dây của nó là xài dây đồng, ống đồng hết. Chắc chắn như người ta xe đổ con đỏ cái này. Có hai con hết xăng. Có 53 triệu anh em ạ. 53 triệu 500 thì bớt luôn 1,5 triệu còn 52. 52 luôn. Đấy, ai ở Sài Gòn sang tên là không mất tiền. Lệ phí cà vẹt có hơn 200.000 thôi, biển giữ nguyên, biển đẹp luôn. Không mất tiền biển. Còn siêu phẩm này cũng lên full. Đây là cái lầu lên ý cho nên là toàn lên không. ABS 218 845. Con này thì giá hợp lý quá. Anh em biết rồi, để mua được 218 219 150 đâu có rẻ đâu. Cái đời này nó êm. Động cơ ESP cộng nó quá êm, không phải nói gì nữa. Cao 1m45 là đi rồi nhá. Còn bạn nào thấp 1m4 thì đi gọt yên thêm tí. Gọt yên được 15 phân ấy. Đẹp chưa? Sang chưa? Đi cô gái thì hết bài luôn. Ngồi sau á, cái hát yên dốc mà ngồi sau là phải ôm người trước, tình cảm chưa? Đấy. Tội gì nhịn làm đếch gì? Không thấy cái mùa dịch Covid vừa rồi hả? Bao nhiêu đại gia, bao nhiêu giám đốc doanh nghiệp đứt hết, đứt khổ thương không? Có người còn chưa kịp tiêu tiền, tài khoản ngân hàng còn mật khẩu còn chả lấy, chả biết gì, có ấy đâu? Thế cuộc sống này anh em bảo rồi mà. Nếu như anh em chưa có điện thoại thì phải mua điện thoại. Chưa có xe thì phải mua xe. Chứ chờ người ta xài chán thì rồi mình mới mua. Luôn đi sau thiên hạ chán lắm. Đẹp mọi góc nhìn. Hơn 80. Đưa cho Phương khoảng 30 triệu lấy xe về. 84.500, được 30 triệu. Bạn nào đang chạy cái xe nào cũ quá mà nhìn nó chảy trâu thì mang đến đổi mà đi cho lịch sự. Đi SH đảm bảo là mọi giao dịch nó uy tín hơn liền. Chứ giờ anh em mình đi kinh doanh này chạy con xe mà gắn lằng nhằng vào thì tôi nói thật. Con này cũng bị xuân phố luôn. Ừ. Đùi 79 thằng tài. Trên bán Sài Gòn mà. 582879 biển này biển VIP. 82879. Pháp thần tài. 64.500. Lên ý sẵn, dàn chân đen sẵn rồi. Anh em nào mua giảm 1,5 triệu nữa. Chả có đâu mà rẻ được. Xe đời nay mà giá này thì phải nói là không có đâu kiếm ra đâu. Cho anh em đi lang thang hết Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ hay là quận Bình Tân, Tân Bình, An Sương các kiểu. Phương Nam bán, Phương Nam bao giá toàn quốc. Ok. Biển đẹp. Sau 4 năm thôi. Ừ, 64 năm giảm 1,5 triệu, 63 triệu. Okay. Đây, mấy em này thì VIP lắm. 4 em này là xếp vào hàng đội ngũ gọi là VIP hiểu không? À, 219-150 giảm còn 89. Lên full luôn. Những cái loại lên full là xếp vào đây phải không? Con này 96 triệu. Giảm cho anh em còn 92 luôn. 219 ABS đúng rồi, xe cọp mà xe giống như xe mới mà.
mà kế bên thì có 68.500. 180 thì giống y chang luôn. Số đâu ạ? 59 luôn, biển Sài Gòn. 59F137649. Anh em nhìn phía trước coi. Không phân biệt ra này. Không biết biệt là nhưng mà giá trên này nhá là nhà mặt tiền quốc lộ 1A. À. Đấy, công ty kinh doanh phụ tùng ô tô ấy. Nhưng mà ông làm đất nhiều quá, bữa ông bán ông sót ông tiếc quá. Ờ, mà ông này là 55 tuổi vẫn độc thân nha. À, 55 tuổi vẫn độc thân. Vừa gì đi xin giấy độc thân xong rồi chạy lên ký mà. Ông bảo chứ Phương ơi chắc không chống nổi cuối năm, cũng tội anh em à. Tại tiền lãi ngân hàng nhiều quá mà. Con xe này bán con xe này đúng không? Đủ đóng chưa được một tháng. Ghê à. Nhưng biết làm sao? Giờ vay hai mấy tỷ tiền ngân hàng. Dạ. Yeah. Làm đất mà đất giờ bán nhà không ai mua, tội không? Cho nên có giá này cho anh em mình mua chứ gì? 150 nhá, khóa Smart cây nhá. Chạy có 15.000 cây lên full ní luôn. Rẻ quá. 68.500. Đấy nó y chang hàng chính chung khác gì đâu, thấy không? Đấy và rồi tiền tầm nào cũng có hết mà. Cái người nhiều tiền kinh tế dư giả thì mua đời cao cao xíu. Còn mình vừa thì mình mua tầm năm mấy 60 là đẹp rồi. Còn máy thì bao luôn, không phải suy nghĩ. SH này mà anh em thấy có bao giờ nó đi sửa bao giờ ngoài đi vá xăm ra ít. Con này 150 62.500. Không bao giờ mà đi sửa SH đâu. Ừ. Con này có 625 này khóa 6 mắc cây luôn này. Con này run lên cả mâm, lên cả lốc, cả boe. Ờ ha, mình không có thò ha. Mình thay mất thôi. Chạy 18.000 cây. Ok. 62.500. Giảm còn 61. Ô Sài Gòn luôn. 59C13-1755. Bên đây bán khách Sài Gòn tốt lắm Việt. Thế đăng tải video. Thủ Đức rồi là Tân Phú. Nhất là quận Tân Phú có mua xe đây nhiều. Không, Sài Gòn mua ra nhiều chứ. Tại anh em biết sao không? Cái bán được Sài Gòn ăn. Cái xe mới Việt bên Sài Gòn giá đội hơn bên đây khoảng 5-7 triệu nó có. Đúng rồi. Cho nên người ta sẽ qua đây mua và đổi xe bên này luôn. Giờ này được nhiều biển Sài Gòn. Cái thứ hai là Phương Nam ở đây bán biển Sài Gòn, biển tỉnh như nhau à. Tại vì dù gì cũng rút hồ sơ sang tên. Cho nên là anh em thấy không? Nếu như gặp ở Sài Gòn á, 150 mà trả lên áo 64-65 triệu, khi 68 triệu, chứ làm gì lên full này. Mấy chục triệu tiền đồ. Bây giờ Phương Nam tháo nhẹ ra nhá. Tháo nhẹ thôi Phương Nam bán 17 triệu có người mua liền. Nếu như bán nguyên là áo phun đủ này, yên này, rồi là bán cái lốc kia đi. Rồi Phương Nam vô đồ zin rẻ bèo ở lầu một mấy tầng kho phụ tùng như thế. Thiệt mà là kiểu gì bán được 17 triệu. Nhưng mà Phương Nam đâu cần phải làm vậy. Tại vì mình đang dư đồ mà. Anh em có lợi thế ở chỗ đấy. Hồi lướt nhẹ hai mấy cái này, lò hạ này. Màu xanh chính tỏ yêu anh. Chị nào đang ế chồng thì mua màu xanh này về tặng cho bạn trai để cho nó tình yêu chung thủy nhá. Màu xanh chứng tỏ yêu anh. Con này 26 khóa ga 125, 63 triệu. Con này nó cọp. Con này như xe thùng ấy. Con này như xe mới luôn Việt. Ở mình xô thành phố luôn kìa. Ừ, Sài Gòn chứ phố không? Đương nhiên là 26 nó đời cao, nó khóa ga rồi. Cuối 2015 là khóa ga. Việt quay chân phuộc cứ vậy biết là nó cọp. Như xe mới mà. Máy màu này. Ờ, tiền nào của đấy. Thấy không? Đâu phải cái xe mà chạy 40-50 ngàn thôi mà xe này chạy có mấy nghìn cây, không có hàng cọp nữa mà. Rồi ẻm xi măng này thì 695. Ẻm này thì dàn áo đẹp mà dàn chân so với con xanh gọi bằng đại ca luôn. Ẻm này thì vừa thôi. Ẻm này gọi là tương đối, gọi là xe đẹp thôi, không phải cái kia gọi xe keng kìa. Xe lướt, xe keng kìa. Con này thì vừa. Màu xi măng. Con này lên khá nhiều, 64 triệu. 150 150 215. Con ẻm xanh này nữa hả? Hai xanh à. Có nhiều xanh thế. Con này 62 triệu. 62 triệu. Con này 26 luôn, khóa 125 ga. 125 à. 125. Khóa ga mà 26 chưa lên gì, anh em nó bán 58 triệu mà. Đây bán có 62 là lên full nữa. Xanh đẹp nhỉ, màu này. Nhìn nó lạ. Móc đen. Móc này hả? Ui, móc này xả lô nặng luôn. Đúng là bản hàng hiếm, hàng demo này.
Đây ghi giá 63 nhưng mà anh em mua khoảng 58 bán luôn. 58 bán luôn. Hồ sơ cầm tay sẵn về bấm số. Đấy còn một con duy nhất là ABS bản cá tính, anh em biết cái thời điểm cuối cùng của 2020 này giá lên tới 74 triệu luôn. Đâu rẻ. Màu xanh ngồi đẹp như gần nhỉ. Xanh đẹp nhá, xanh nổi. Ừ. Nhìn sang ha. Quá nổi luôn. Đấy chị nào mà lớn tuổi mà chưa có người yêu thì mua về. Gặp mấy anh đến tán tỉnh thì bảo là màu xanh chứng tỏ là yêu anh. Đấy. Đầy bà đầy chị chân ngắn có đi được đâu, đến mua xe xong rồi cho bạn trai chở. Thì mình đứng tên được dối, đúng không? Dạ. Ờ ai lấy của mình đâu. Mấy chú hỏi mấy con bê xích nè, bê xích bữa mình quay lần chắc clip dài sao? Qua bán con. À, qua bán con à. Ừ. Tại vì thôi mấy chú hỏi nhiều lắm, cứ hỏi là còn bê xích không? Đây quay dùng ba bên, như đẹp. Led. Con này 24 năm thôi giảm đại 2 triệu 22 năm bán luôn được. Ở đâu giảm 1,5 triệu, 23 triệu. Gì? Mẫu mới à? Mẫu led. Rẻ chưa? Đấy, mẫu này 22 triệu anh có xe anh em. Kiếm đâu ra? 23 triệu 24 năm giảm 1,5 triệu. À đâu 24 năm giảm 1,5 triệu còn 23 triệu. Bán luôn chưa? 23 triệu. Khóa càng khóa kiếc đầy đủ hết. Full inox gắn đầy đủ rồi. Biển số 66 Đồng Tháp, 66V140653. Hình như V này lấp vò gì vậy. Hồ sơ miền Tây sang tên nhanh lắm. Cái này Phương Nam rút cho anh em 5 ngày có hồ sơ liền gì. Ok. Ừ. Đó, đỏ đen. Tội gì mà đi mua xe đời 2013 làm gì. Cái mẫu này đắt nha Việt. Mẫu này đồ chắc chắn mà. Không thấy, không thấy. Mấy cái xe 2019 bán 33, 34 triệu hả? Trong khi đó xe mới đây bán có nhiêu, 37 triệu nhiêu. Nhưng mà cái đồ này, cái đồ xe của thằng đời này nè. Làm sao bằng này được. Này, đời này nó chắc lắm. Đời này người ta chuộng nè. Anh em cứ lên mạng sạc thử xem xe 2019 đời này ít nhất phải là 32, 33 triệu đổ lên. Này Phương Nam bán cho anh em có 23. Đây bản đặc biệt đấy. Mình còn hai con. Bán đồng anh em 45 triệu. 45 triệu con. Ừ. Như mới luôn. 45 triệu. Bản đặc biệt, bản này mắc hơn 160 nha. Nó lại nghịch đời vậy đấy. 150 này hàng bỏ mẫu rồi mà Việt. Bỏ mẫu rồi. Mà màu này cũng kiếm gì ra nữa. Bản đặc biệt mà nó lại ngon hơn 160 người ta tìm này không à. 45 triệu con. Ừ. Còn bản tiêu chuẩn thì nhiêu anh? Đỏ này bán rồi. Đỏ này bán về ngoài Phan Thiết. Ok. Hàng new bán cho ông chú 45 chai. Con này 37 triệu à. 2023 luôn. 2025. Ừ, xe trúng thưởng mới tinh. Này quay dùng con video phát này chắc quay chắc bán. Video thấy anh em họ đang hỏi 150. Chắc bên anh cứ hỏi anh Phương còn video 150 nào không. Cái này biển thứ quý. Chạy hết ga được đâu mà 150 làm gì. Đó còn này biển thứ quý này. Anh em nào mua thì liên hệ biển số 83. Bớt hẳn 2 triệu. Còn 365. À, 365. Ừ. Giá nào cũng bán. Xe mới tinh. Sắp trang lên mua con này hợp lý. À, ơi đi bỏ tiền ra mua xe mới 48 49 triệu về đăng ký ra 52. 52 triệu giờ anh em mua con xe này ví dụ ở Sóc Trăng đi sang tên giữ nguyên biển còn là VIP gì nữa. Kiếm đâu ra 4 con 2 như này. Biển phong thủy mà. Dạ. Anh em muốn bài anh em biết rồi, nữa 4 con heo là VIP lắm như bố. Ừ. Số 0 nằm giữa đúng 4 con heo thôi. Nếu mà đây là 1 cũng không đẹp, là 3 không đẹp, là 4 chả đẹp, chứ số 0 nằm giữa này cân đối này mà. Tạm đúc đẹp. Ừ. Nhà ai có 4 đứa con mua này hợp lý. 4 đứa. Đặc biệt là 4 con gái nhỉ. Hợp lý. Thì không trai đấy rồi, 22022. Không trai thì 4 gái, đúng không? Rồi. Không trai 4 gái. Rẻ quá 365. Đây P6 đấy. Ui mua dùm em phát. Ai, mấy cái chú nào mà hỏi này. Hôm qua kia mình thấy mấy chú vẫn còn comment nói P6. Đây. Đời cao nhá, 2017 khóa ga nhá, 368 bớt luôn cho anh em. Anh còn 3 con duy nhất đúng không? 1,5 triệu. Ờ, bớt luôn 1,5 triệu luôn. Bớt 1,5 triệu. Ừ. À. 368 bớt 1,5 triệu còn 35 mấy nhiêu. Đời này khóa ga rồi nha anh em, đừng phân biệt khóa thường. Tại khóa thường đời 2014 nó rẻ hơn biết không? 2014 nó có rồi mà. Nhiều anh em cứ tưởng là giống 2014 có đâu, nó 2017 lần. Này sử dụng khóa ga rồi mà. Chạy ít. Phuộc ô lìn đồ này kia. RCB. À, RCB. Nhìn cứng cáp, màu đen nhám, biển số Cần Giuộc Long An. Ngay bến xe miền Tây. Ừ. Ông này đổi SH nhà mình nhé. Còn con này thì hàng hiếm rồi, con này thì như mới rồi. 2020. 2020 luôn. 55 triệu 500. 150 nha. Ừ. Số 71. 71B4. 241 38.
À, Việt phải quay lên cho người ta nhìn rồi. Ốc tán này nó khác gì xe mới đâu. Hoặc lốp đây, phân lốp này nguyên xi trang luôn, đường vân lốp phải không? Nó phải thế mới gọi xe mới được chứ. 55.500.000 thôi, bớt cho anh em 1.500.000 còn 54 cũng được. 150 rồi, con này ai mua con này VIP. Chủ này giàu lắm, Phương Nam bớt xuống chơi lấy ví ông. Doanh nghiệp phát triệu đô ở ngoài chỗ Bình Chánh. Ngay Bình Chánh tiếp giáp với Đức Hòa, anh em thấy phát triệu đô không? Kinh doanh xe máy rồi kinh doanh dịch vụ ô tô vận tải không? Lớn lắm. Đúng chủ đứng tên luôn. Cái xe này khởi nghiệp của ông này. Ừ. Lúc mà ông làm chuyển qua bên siêu thị mà mấy cái siêu thị xe máy lớn lắm. Là con này làm chân đi 219.150 luôn. Phương Nam bán có 535. Anh em mua này lấy vía tuyệt vời luôn. Anh em mà cứ về cái chỗ Đức Hòa mà anh em thấy đầu Đức Hòa mà những cái công ty xe mà nó cái bảng hiệu mà nó bù nó dài này nè, biết bao nhiêu cửa hàng mà tên phát triệu đô là của ông ấy. Tên anh là Học nhá. Anh em mua bán thì đi công chứng chính chủ luôn. Mà giá này rẻ như 125 gì đâu. Con này là 535 2019. Đấy, giờ mà hình cho ông coi, cho anh em coi. À, cái máy kia mới có à. Đây. Đấy. Mua lấy ví ông anh em ạ. À còn Winner kìa. Winner giảm 2 triệu. Winner. Còn có 225 ABS. 225 thôi ABS. Chính chủ luôn. Đen vàng đồng. Chủ đang ở bên ngã tư ga này, mua đi công chứng luôn. Ừ. Anh em nào mua thì muốn công chứng thì anh Phương công chứng. Đấy, nhông sen dĩa rô màu rồi, đen nhám, chạy có 4.000 cây. Giá thế còn gì nữa. 22 triệu quá rẻ chứ. 225. Ờ, 225. 245 bớt 2 củ, 225. Bán đại cho anh em cho vui. Hạt mọt chết rồi, bữa nhập 6 mấy triệu. Mà đúng thiệt, chạy cái form nó. Có bữa nhiều người bảo anh Phương có xe mới không? Mà không. Có xe mới thì mẹ 80 triệu vẫn có người mua. Rồi, xe này nào, chủ xe nào. À, chủ xe của Basic cho anh em xem ha. Siêu thị xe máy điện, rồi siêu thị xe máy ấy luôn. À, cứ nhìn cái chế độ bấm vào chế độ Zalo rồi. Phát triệu đô kìa. Chuẩn lớn lắm. Xe máy mà những kho xe máy mà anh nói với Việt nghe dựng giống như kiểu vườn cây. Mà nhiều người nó giàu thế chẳng biết được. Mấy cái showroom ô tô đất của ông không? Đó, thì mình với anh Phương cũng đã quay cho anh em những cái con xe mới về này, có SH ý có này, và cập nhật lại một số dòng xe. Thì xe thì nó nhiều lắm. Đây, về đẹp quay về nè. Anh nhập ông đâu có đến 5-6 cửa hàng giống vậy. Đây. Nhiều xe quá, những cái xe mà 2018 mới vẫn còn. À. Để bữa nào dình về bán cho anh em nhé. Những cái hàng hiếm từ đến đây. Xe gì đâu 2018 mà cũng còn xe mới đâu, tài thiệt đi. Đây là mẫu ABS 2018. Đang dình ông. Anh em thấy không? Lưng. Quá dữ. Nồi đó đang chạy cho nó ngưng rồi. Đấy, anh em thấy không? Nhiều fake này. Ô, mấy siêu thị xe điện luôn. À. Mặt tiền nhà không. Đấy. Phát triệu đô này đi ngang nó biết bao nhiêu cửa hàng phát triệu đô. Để có lịch thái luôn kìa. Anh em tên là Học. Đấy, bữa Phương Nam xuống đây. Đây, vợ Phương Nam này đi con 911 màu vàng này. Để số này chơi làm quà anh em bảo thôi. Có gì chia sẻ không? Ông bảo thì thôi thằng Phương xuống đây thì thực ra mình cũng đề cập là Basic mình đang hết hàng thật. Ông bảo thôi chia cho thằng Phương con xe của anh. Đúng, anh đứng tên anh lấy mới luôn. Anh em nhìn thấy nó như mới đâu, còn đâu có đi đâu mà. Thấy không? Việt nhìn khác gì xe mới không? Đúng rồi. Ừ. Có khác mỗi cái biển thôi, có dính cái biển thôi chứ còn. Nhà có cả mẹt may bắt cả mười mấy tỷ mà. Mà ý là lâu lâu ông ấy đi kiểu như từ nhà này qua nhà kia mà gần ông đi đấy. Anh em mua này lấy vía được, Phương Nam nói thế hết. Đi công chứng xuống gặp ông mới biết được. Phương Nam cứ thích mua đồ của nhà giàu. Thôi chào anh em nhá. Ok. Nói chung hôm nay Việt cũng quay cũng khá lâu rồi. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nhá. Ai mua xe gì thì ủng hộ em với. Em tặng quà cho anh em nè. Inox carbon. Rất là nhiều luôn. Rồi là áo mưa, này, bảo hiểm xe nè. Đấy là mỗi xe em sẽ tặng full đồ anh em từ 5 triệu đổ lên. Okay. Thế thì để em xả hết cái lô inox này đi. Để mấy anh lính nó cứ vứt tới vứt lui nó chảy biết không. Rồi trả góp bên em thì có ngân hàng, đủ ngân hàng luôn.
đặc biệt là gói vay lên tới 100 triệu lớn. Anh em nhớ nha, mua dòng 350i là anh em trả trước có ba mấy lấy xe đấy, trong khi khác số khác vay được có 25-30. Mà bên Phương Nam cho vay nhiều mà được giữ cả Việt gốc nữa, đấy nó mới VIP. Việt hiểu chưa? Yeah. Hơn người ta ở chỗ đấy, đôi khi mình bán được xe là vì thế không? Nhiều khi anh em phải hiểu rằng là vào chỗ khác vay chật vật, điện thoại người thân xác minh này kia này nọ là cái cốt đó là cốt mới. Còn bên mình là cái cốt mười mấy năm rồi. Ngân hàng họ ưu tiên tại vì mình uy tín với ngân hàng, ít nợ xấu ấy. Chả có gọi người thân gì cả. Rồi đưa căn cước xong 5 phút lấy xe. Mà gói vay 70 cả trăm còn gì nữa. Có những bạn vay được cả trăm hai mấy triệu. Tôi xin chào anh em nhé. Ok, chào mọi người ạ.